Garnier Skin Active Tooth and One Bee Face Mix Sau Le thích hợp cho mọi loại da, ngay cả những người nhạy cảm nhất. Lắp đều khi sử dụng là bạn có thể tẩy trang luôn cả khuôn mặt và bờ môi mềm mại của mình. Nước micellar với dầu tẩy trang loại bỏ tất cả các loại trang điểm, thậm chí khó khăn và không thấm nước, làm sạch và làm dịu trong một cử chỉ mặt, mắt và môi. Nước micellar với dầu tẩy trang là dành cho bạn nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp cực kỳ hiệu quả để làm sạch da, loại bỏ tất cả các loại trang điểm, thậm chí cứng đầu, không thấm nước, lâu dài và loại bỏ tạp chất và ô nhiễm. Lắp trước khi sử dụng, thích hợp cho mọi loại da, ngay cả những người nhạy cảm nhất, làn da siêu mềm mại, làm sạch hoàn hảo mà không gây bóng nhờn. Thành phần dầu tẩy trang Garnier Skin Active Tooth and One Bee Face Mix Sau Le. Garnier tạo ra một công thức hai pha của một thế hệ mới, được làm giàu bằng các loại dầu hiệu quả, loại bỏ ngay cả lớp trang điểm không thấm nước, các hạt làm sạch tích cực thu hút bụi bẩn như nam châm, giữ chúng bên trong và sau đó dễ dàng lấy ra khỏi da bằng miếng bông. Lắp chai một lần, bạn kích hoạt công thức để loại bỏ ngay cả lớp trang điểm không thấm nước và loại bỏ tạp chất. Xuất xứ: Pháp. Thương hiệu: Garnier.